dòng âm Lyric Silver cổ nhặt vàng và đánh ghép những dòng loa cổ cực kỳ hay nha các bác. Đánh những dòng loa càng cổ càng hay như là Sansui Pioneer, đặc biệt những dòng Sansui này ghép loa Pioneer đánh rất là ra chắc luôn nha. Và ghép kể cả những dòng loa như là KLH Advanced, loa Mỹ vân vân, Reveler. Dòng này xuất âm tụ nha các bác, nên là các bác nghi càng lâu nó không gây chói tai, nghi rất là ấm, ấm tiếng. Chạy ba cầu loa, con này thì công suất đặc trưng của nó là 280W, rất là khỏe nha. Các bác chơi tốt những dòng bass 40 loa cổ luôn nha. Rồi sau này lên 5000X thì 320W, chứ còn 5000A là một trong lựa chọn rất là tầm tiền, ngon. Tiếng rất là hay các bác, dễ ghép nữa. Đẹp xuất sắc luôn nha. Mặt đẹp không điểm trừ luôn nha các bác. Long lanh luôn nha, nghi hay, trưng bày đẹp luôn. Đánh ba cầu loa, chơi loa boss đồ, nếu các bác chơi boss mà muốn nghe nhạc thì các bác có thể lựa chọn những con này. Phía sau là 300 loa, đường đi đầu vào, logo, anten. Rồi thì em sẽ mở nội thất bên trong để các bác cùng xem luôn nha. Bác nào lấy thì cứ alo cho em Chiến nha. Đây, phía dưới còn cả cái tấm cao tolo luôn nha. Đây, các bạn thấy chất máy này, nó đẹp cực kỳ là xuất sắc luôn nha ông ánh. Rồi sau đây em mở bên trong để các bác cùng ngắm. Giá con này là 13.700.000, đã bao gồm cái ship nha bác, 13.700.000. Vâng, mời các bác cùng xem độ đẹp của con 5000A này. Đây, nó sexy cũng là 7 màu nha các bác, mà nó vàng lợt hơn so với những dòng đời cao. 4 tụ, đây, nó là dòng xuất âm tụ nha, 2 bo âm sách, tăng phô và lọc chuyển điện. Hiện tại em đã chuyển qua điện 100V rồi. Đây là 2 cầu chày bảo vệ 2 cầu loa, 2 cầu chày bảo vệ các bác. 4 con sò Toshiba chữ đỏ nha các bác, 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Máy đẹp xuất sắc nha các bác. Bác nào mình thiên về nhạc vàng, nhạc cổ, nhạc bolero gì nhạc thì có lựa chọn em này. Nó đánh hầu hết các dòng loa, loa boss, loa ribe, loa nhật, đánh rất là tốt. Đặc biệt loa nhật cổ là đối tác cực kỳ tuyệt vời của những dòng âm ly cổ của Sansui. Thì bác nào chốt con này thì alo cho em Chiến có hai số điện thoại này nha. Giá con này là 13.700.000 bao gồm phí ship nha. Vâng, tiếp theo em giới thiệu các bác một con âm ly Aquafine E202 rất là nổi tiếng. Em này chạy 8 sò sách Toshiba chữ đỏ nha, nó về chạy dòng sò của những dòng lúc manh 309V rồi các bác. Nhưng mà nó chạy 8 con, gấp 2 con 309. Và em này thì được các bác ưa thích là thứ nhất là khỏe và thứ hai là nó rất là bách mát. Nhờ thiết kế vừa là hiện đại vừa là cổ kính, có hai đồng hồ vô và ốp gỗ xung quanh. Máy đẹp xuất sắc nha, máy nó màu trắng. Em này thì đánh tới như 3 cầu loa là các bác. Con này tới 3 cầu loa luôn nha. Đây, ABC này, A cộng B, A cộng C này các bác. Đây, chế chỉnh đèn vô này, bass, chép, ba lăng, low net nhiều cấp độ, rất kỳ chơi vô lực tổng. Con này giá là 23.700.000 nha bác, 23.700.000 nha. Aquafine E202 23.700.000, chỉ khoảng độ em vẫn bớt 200.000 cho các bác nha. Cọc tiền thì cọc 2 triệu trở lên em ship hàng. Phía sau là đường tín hiệu đầu vào. Con này series là 530 này, 530 cuối nha bác, 530. Đây là cái chuyển điện này, hiện tại điện 100V. Đấy, chuyển điện này, chỗ cắm nguồn, đây là trạm loa, sử dụng bằng ốc nha, sử dụng mỏ chim á, nhắc vào bên ta bằng là thôi. A B C. Rồi đi vào nội thất bên trong để các bác cùng xem đồ đẹp cũng như là chất lượng sản phẩm. Máy đẹp xuất sắc, hoàn hảo hết nha các bác. Máy chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng nào. Mọi chi tiết yêu thích và lựa chọn con Aquafine này, các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia, 0978338 14, hay là 0965772277. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Vâng, và đây là nội thất bên trong, các bác sẽ thấy một cái tăng phô rất là lớn, còn cái tem trên này luôn và hướng dẫn điện này. Đây là 4 cái tụ lọc nguồn, đấy, chân cầm vàng khe luôn nha các bác. Mỗi vế là 8 sò Toshiba chữ đỏ nha, sò sắc này. Mỗi vế 8 con, 4 con nha các bác. Là mạch rê này, đấy. Đây, 4 con nữa này các bác, 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Cả zin đét hết nha các bác. Đây là phần relay, đấy. Phần rê cho mỗi vế này, vế trái này, vế phải này, 4 tụ lục nguồn mới tinh, tăng phô.
Sexy là còn ống ánh bảy màu luôn nha. 24 con tôi chỉ bài gì đó nha. Ở trên con 309V là chỉ về chạy 4 con thôi, nhưng mà con này chạy ra 8 con. 23.700.000 đã bao gồm phí ship nha quá. Chuyên con đủ em bớt 200.000, còn 23.500.000 vẫn bao ship cho tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video mới nhất.